mơ mộng mà nó có thể có được cái kết quả tốt nếu mà chúng ta không hiểu biết ngay từ đầu đúng không chúng ta không hiểu biết ngay từ đầu chúng ta đã lạc luôn về cái việc mà lựa chọn vấn đề nghiên cứu rồi được nhớ nhỉ bạn chu hiền siêm bạn hỏi là thầy có lớp nào về viết tổng quan tài liệu không Đấy. thì tôi không biết được là hiện nay em đang uh... Cái, cái, cái khả năng của em cái kỹ năng của em về nghiên cứu nó đến đâu rồi nếu mà giả sử như là đang trong giai đoạn mà làm đề cương nghiên cứu đang đang khởi động bắt đầu ấy thì cái lớp mà tôi khuyên học nhất đó là cái lớp về nghiên cứu khoa học Đấy. có điều kiện thì học tôi thế còn không thì có thể học bất kỳ thầy cô nào cũng được nhưng mà quan trọng nhất là mình phải nắm được cái định hướng về nghiên cứu khoa học sau đó thì em có thể trong đó thì tôi có có hướng định hướng cho em về cái cách để chúng ta viết về về tổng quan tài liệu đúng không? Nó có phần outline, nó có các cái phần mẫu đấy. Thì cái đấy là cái lớp thứ nhất này. Cái lớp thứ hai mà tôi cũng dạy các bạn về phần viết tổng quan tài liệu đó là lớp về ứng dụng AI trong nghiên cứu. Thì trong cái lớp ứng dụng AI đấy thì tôi thậm chí tôi dạy cả tổng quan tài liệu à, viết đặt vấn đề, viết phần phương pháp, viết phần à, bàn luận tức là mình à, gọi là ứng dụng AI tức là ứng dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo để sau đó nó hỗ trợ mình trong cái việc có thể viết được ra cái phần đấy sao cho nó tốt nhất nó vừa viết vừa ra nội dung và vừa phần trích dẫn đấy thì đấy là đấy là hai cái lớp Thế Còn cái thứ ba nữa nếu mà không có điều kiện đấy. ở đây các bạn có một số bạn thì có điều kiện thì nếu mà các bạn có điều kiện mà cần phải học à, tức là như nào nhỉ? Nếu mà các bạn có điều kiện đó. và đang cần phải giải quyết các cái vấn đề về nghiên cứu ví dụ như là đang đi học đúng không đang cần phải làm các đề tài đấy thì phải phải học thôi phải phải bỏ phải bỏ thời gian bỏ một chút kinh phí ra mà học đấy, lời khuyên rất là chân thành chúng ta chúng ta phải chuẩn bị trước chúng ta phải biết các cái kỹ năng đó thì chúng ta làm nó mới tốt được chứ còn bây giờ chúng ta cứ lao đầu vào chúng ta làm sau đó chúng ta kỳ vọng là mình làm ra một cái kết quả nó có ý nghĩa thì không có đâu cái xác suất đấy nó có nó chỉ có khoảng vài phần trăm thôi nên là hầu hết các bạn này sẽ không không tự ngồi tự mơ mộng mà nó có thể có được cái kết quả tốt nếu mà chúng ta không hiểu biết ngay từ đầu đúng không chúng ta không hiểu biết ngay từ đầu chúng ta đã lạc luôn về cái việc mà lựa chọn vấn đề nghiên cứu rồi và có một cái nữa là nếu mà không có điều kiện nhé thì lên kênh youtube của tôi đấy, và tí nữa ngồi đến cuối buổi tôi sẽ chia sẻ cái 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 cuốn mà gì nhở à, cuốn hướng dẫn đấy để có thể đọc xem thêm cái cuốn sách đấy, đấy nhé bạn lên đây tìm nhá đánh chữ là tổng quan tài liệu nhé tổng quan tài liệu này trong thêm chữ Vũ Duy Kiên vào tôi đã dạy rất là nhiều các bài ở trên này rồi ở trên cái kênh này YouTube này tôi bây hiện nay tôi đang có khoảng gần ba 000 cái video khác nhau Nên là các bạn có thể dùng các cái từ khóa của mình thêm tên của tôi vào thêm tên của tôi vào dùng từ khóa thêm tên của tôi vào thì có thể tìm thấy các bài giảng và sau đó các bạn nghe các bài giảng đấy sau đó ứng dụng vào trong cái cái nghiên cứu của mình. Và trong trường hợp mà các bạn thấy cái phần nào nó còn chưa đủ đúng không? Thì các cái buổi học miễn phí như này này các bạn hỏi tôi này hoặc là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với tôi đúng không? Nếu mà tôi có điều kiện, tôi có thời gian thì tôi có thể trả lời ngay cho các bạn. Còn không thì tôi sẽ làm video tôi sẽ trả lời sau. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi